quý nhà xin mến chào quý cô bác anh chị em. lên ở đầu thì cho quý nhà gửi là chào để chúc sức khỏe tới tất cả mọi người, chúc mọi người có một buổi tối thật là vui vẻ an nhiên và thật là ấm áp bên gia đình bé nhỏ của mình ạ. À. Thời gian thì nó trôi qua rất là nhanh, chỉ có cái sự yêu thương đông đầy là nó vẫn mãi còn ở đó. Và thật sự khi mà cố ca sĩ đã ra đi mãi mãi rồi, nhưng những người ở lại, những người yêu mến hâm mộ vẫn luôn dành cho cố ca sĩ một cái tình yêu thương đông đầy. Và mới vừa đây thì trên trang Facebook cá nhân của em Đức Hiếu cũng đã đăng tải một cái dòng status như thế này và thật sự rất là cảm động và cảm ơn quý Mạnh Thường Quân những người giúp đỡ cho những người con của cố ca sĩ. Những món quà nó mang một cái ý nghĩa được gọi là bình thường và dân dã, dạ, nó thiết thực với cuộc sống của các em nhưng ít ra rằng nó cũng làm ấm lòng tất cả những người con của cố ca sĩ trong cái mùa Tết khi không còn mẹ nữa. Và Đức Hiếu đã lên tiếng và ghi một cái dòng status dài để gửi đến quý cô chú anh chị em như thế này. Mới sáng chúng con đã nhận được một món quà từ cô Thủy, giáo viên dạy Anh Văn và của bà Lê Thị Vinh ở Hà Nội. Chúng con rất là vui khi nhận được những phần quà giá trị như thế này. Thay mặt cho chị Wendy Phạm và các anh chị em, chúng con xin chân thành cảm ơn ạ. À. Chúng con kính chúc quý cô chú anh chị luôn luôn hạnh phúc an khang thịnh vượng và sức khỏe dồi dào và thật sự đây là những cái món quà rất là ý nghĩa và thiết thực đó là bánh kẹo cũng giống như là sữa cho các con của cố ca sĩ và những cái lời dặn dò của quý mạnh thường quân cũng đã thấy được rằng là cái tấm chân tình cái ý nghĩa rất là thiêng liêng và cao đẹp khi mà dành cho cố ca sĩ nó là cái tình yêu thương chắc chứa tặng rất là lao rồi chứ không phải là một sớm một chiều và khó có ai mà được. Cái sự yêu thương vô bờ bến của tất cả mọi người như là cố ca sĩ đâu ạ. À. Sống ra con người là phải sống như vậy đó. Sống là phải yêu thương, phải dang rộng vòng tay rồi phải cho đi là còn mãi. Chứ không phải rằng là mình màu mè làm gì rồi mình tạo ra những cái điều được gọi là ảo tưởng để làm cái gì? Rồi tay trắng lại vẫn về tay trắng. Mới vừa qua thì mọi người cũng đã thấy đấy cờ đứng trên sân khấu của chú bào rồi đứng sau cái bóng của bác ba rồi cuộc đời của cờ bây giờ nó cũng bấp bênh và bế tắc thôi đáng lẽ ra như mọi năm thì tết nguyên đáng Đó là một cái gì đó được gọi là ý nghĩa của cả gia đình của cờ và được mọi người yêu thương rồi à, à, cưng nận rồi áo yếm thế này thế kia rồi rớt cuộc bây giờ ra khỏi nhà của cố ca sĩ cuộc sống đau nó lại về đấy mèo thì vẫn hoàng mèo và cái cuộc đời cũng chưa bao giờ được gọi là ok cả cho nên ta nói những cô chú anh chị em nào á mà đang yêu thương cờ á, thì các bạn hãy nhìn nhận rõ cái sự việc đáng lẽ ra bản thân của cờ cũng sẽ được sung túc và sung vầy lắm và cái con đường sự nghiệp của cờ cũng sẽ phát triển rất là nhiều chứ không phải là bấp bênh như bây giờ đâu các bạn cứ tung hô bắt ba với lại à, chú bào nhiều vào rồi bản thân của cờ cũng bị lưu mờ bởi hai cái tên tuổi này thôi, cho nên ta nói á, đâu có giống như cái thời sống chung với cố ca sĩ, lúc nào đi diễn cũng được cố ca sĩ lo lắng từ a tới z, cô ấy lo từ cái quần cái áo cho đến đôi giày đôi dép nữa kìa, còn bây giờ ở với bác ba thì sao? ăn bằng thì phật phà phật phật, sống mới thì cứ cái mặt lúc nào cũng buồn không có dám thổ lộ không có dám trò chuyện giống như cái thời mà ở với cố ca sĩ có cái gì cũng nói với mẹ nhiều lúc quá hả phản bác lại mẹ rồi hả à, nói thế này thế kia mà cố ca sĩ có hề nào dặn đâu cho nên ta nói sống nó thoải mái lắm sống nó không có cần phải về chừng gì hết phải nhìn thử là ờ bác ba như thế nào và ra làm sao đâu cho nên ta nói cuộc đời mà mọi người mình à, sống làm sao mà để cho người khác họ thương á Chứ sống mà để cho người ta mà ghét thì nó nhanh lắm Mà bây giờ mọi người thấy hay không Bác ba có nề hà gì đến bản thân của cờ không Bác ba có thật sự là giúp đỡ cho cờ không Đến nỗi cái việc mà đứng trên sân khấu hát thôi mà bác ba cũng tranh, bác ba hát cho bằng được nữa. Chứ đừng có nói gì mà bác ba À, giúp cho cờ à, nổi trội đứng trên sân khấu bằng thực lực bằng đôi chân của mình à, rồi à, cái vấn đề mà bác ba hứa rằng bác ba sẽ không làm cho mọi người thất vọng à, về cái vấn đề ca hát của cờ đâu mà nói thẳng ra với mọi người á, suốt mấy năm vừa qua cờ vỡ giọng thì cái giọng của cờ nó the thế vậy đó nó cũng không có hay cho nên cố ca sĩ buồn lắm rào lắm lo cho con mình lắm mướn thầy mướn gia sư thế này thế kia dạy cho con mình luyện thanh luyện giọng vậy mà bản thân của cờ còn làm mình làm mãi nữa lúc nào cũng hạch sách mẹ nuôi của mình lúc nào cũng thể hiện rằng là mình là một cái người mà họ siêu sao rồi chả cần phải luyện nữa chả cần phải quan tâm tới bất kỳ một ai cho nên ta nói bây giờ á cái giọng hát nó cũng như vậy á là vì cái lý do ngày xưa không chịu trao dồi và rèn luyện bởi vẻ cố ca sĩ cứ ý ới cố ca sĩ cảm thấy rằng là bức xúc tại vì sao con mình không nghe lời mình tại vì con của mình lúc nào cũng nghe người dân nước lã hơn là những người thân trong gia đình thì thử hỏi mọi người rằng là nếu như mọi người mà có con mà như vậy á thì mọi người có buồn không mọi người có khổ tâm không chứ đừng có nói gì cố ca sĩ đã mang tiếng là một người mẹ, là một cái đào tàu, là một người thầy dìu dắt cho con mình đi trên cái bước đường đời được gọi là nghệ thuật. Đôi lúc em trong cái độ tuổi được gọi là vỡ giọng thì tất nhiên rằng là cô ca sĩ phải bằng mọi cách để giúp cho em khôi phục lại cái giọng hát của mình. Bởi lẽ nhiều lúc cô ấy thấy rằng là em không có nghe lời nghe theo những cái người thiêu dệt bịa đặt ở bên ngoài rồi ảnh hưởng đến cái cuộc sống gia đình thì cô ấy phải lên tiếng bảo vệ cho cái tổ ấm của mình thôi vậy mà bây giờ khi mà đến với bác ba luyện được có một hai lần để có thể là đứng trên sân khấu và hát cùng với lại chú bạo thôi chứ còn sau đó là đường chú chú đi đường bác bác đi đường cờ cờ đi không ai liên quan gì tới ai hết mọi người thấy không ngay cái show diễn lần đầu tiên thôi mà người ta cũng đối xử với cờ như vậy rồi cũng lấy hình ảnh của cờ để bi ai bi ri thế này thế nọ rồi cuối cùng không được cái gì cả bản thân của cờ thì đang rơi vào cái tình cảnh bí bách mình nói như vậy á thì người ta nói rằng là sao ganh ăn tức ở à, sao thấy cờ có nhiều sâu diễn thế này thế kia nhưng mà thật ra các bạn ơi thà ví dụ như quỳnh trang hay là tuyết nhung hay là thuyên ngân ví dụ như các em á mà có diễn ca xe nó có ít đi chăng nữa, nhưng các em là những cái ca sĩ được gọi là chuyên nghiệp. Những ca sĩ đứng trên những cái sân khấu mà có danh tiếng. Đó. Được những ông bầu show mời đi diễn có nghĩa rằng là cái tên tuổi của mình nó cũng được đánh giá từ đó. Còn đằng này bản thân của cờ thì sao ạ? À? Hát chỉ hát trên những cái show diễn do ông bầu tổ chức hát trên cái sân khấu của ông bầu và dưới cái bàn tay được gọi là diều dắt dắt diêu gì đó của bác ba rồi cũng đứng sau cái bóng của bác ba chứ bây giờ đứng cùng cận kề với bác ba hát những cái bài hát được gọi là ruột của bác ba thì cờ làm gì mà có cái level để mà hát cùng với bác ba cho nên ta nói á ngày xưa ở với cố ca sĩ á thì một tiếng cũng mẹ hai tiếng cũng mẹ hát không hay cũng ý ới mẹ làm cái gì cũng ý ới mẹ rồi lên trên sân khấu có mẹ đệm giùm có mẹ nhắc nhở có mẹ trao dồi rồi chưa kể rằng là khúc nào không hay khúc nào à, lạc tông hay là cái vấn đề cái bài hát đó có phù hợp với cờ hay là không thì cố ca sĩ đều đắn đo và suy nghĩ cả mà cờ á được gọi là cậu bé dân ca một người thì hát dân ca còn một người thì nhảy sập sình sập sình vậy này ta nói bác ba với cờ nó lạc tông mà nó lạc hướng lắm hai cái người này mà kết hợp xong ca với nhau là ta nói không có cái gì được gọi là tuyệt đỉnh hết trơn á mà toàn là tuyệt mặt không à cho nên nhiều lúc nói thì mọi người nói rằng là tại sao đó, hả ghen ăn tức ở nhưng mà thật ra không có phải Chúng tôi nói như thế này là chúng tôi chỉ đứng ở cái cương vị gọi là thương cố ca sĩ Và chỉ nói lên cho quý cô chú anh chị em có thể hiểu được rằng là Ờ, người ta thương cố ca sĩ Người ta cũng sắc sao trong tất cả mọi cái sự việc của cờ Người ta có lên tiếng, người ta nói nặng, nói nhẹ cờ đi chăng nữa Cũng chỉ qua rằng là người ta thấy rõ Trong cái câu chuyện của cố ca sĩ thì cờ đã sai hoàn toàn từ đầu đến cuối và người ta chưa bao giờ người ta muốn rằng là cờ lại đối xử với cố ca sĩ như vậy bởi vì cố ca sĩ xứng đáng được cái tình yêu thương nhiều hơn chứ không phải rằng là những cái lời dèm pha và dè biểu bởi do chính cờ là cái người gieo rắc những cái câu chuyện thiêu dệt đó ra bên ngoài xã hội cho nên người ta bất bình người ta phải lên tiếng và người ta nói nhưng khi mà người ta thấy được cái hình ảnh của cờ mà đứng trên sân khấu cùng với lại bác ba và chú bảo ấy Thì người ta lại cảm thấy là chạnh lòng Trời ơi sao mà nó đau thương dữ vậy Trời ơi sao mà ra cái nông nổi như ngày hôm nay Đáng lẽ ra cái cuộc sống nó đã quá là ok la rồi Đáng lẽ ra em vẫn được những người yêu mến hâm mộ cố ca sĩ thương em rồi Mà tại vì sao nó lại ra cái nông nổi như này là tại vì em u mê si muội em nghe theo những cái lời thiêu dệt ở bên ngoài để em gieo rắc vào những cái điều tai tiếng cho mẹ nuôi của em rồi cuối cùng em im lặng Em biết vô âm tính rồi im im phân phát để em nghe theo những cái lời suối dục của cô giáo thế này thế kia Ra khỏi nhà của cô ca sĩ thì có 1 tỷ đồng Đi theo ông bầu show thì có tặng 2 tỷ đồng Tiền cách xe một show diễn tặng 200 triệu đồng Ít nhất thấp nhất là cũng năm 50 triệu đồng Hô hào cho cố vào Rồi từ nay trở về sau cờ cũng chỉ là vậy thôi Không hơn không kém được cũng không bao giờ mà phát triển giống như là Quỳnh Trang hay Thiên Ngân hay là Tuyết Nhung. Các em ấy còn ra được MV, các em ấy còn ra được những cái show diễn thật là hay, thật là ý nghĩa. Còn bản thân của cờ vẫn mãi mãi là sau cái bóng của bác ba. Còn bác ba cũng chưa bao giờ mà cho cờ đứng trước mặt mình. Hoặc là bác ba lùi về phía sau để cho cờ tiến bước. Tại vì bác ba chưa bao giờ coi cờ là một người châu cưng hay là một người học trò cưng để mà bắt ba khổ luyện cho cờ từ đầu đến cuối cho nên ta nói á nếu như cờ là cái người mà hiểu chuyện là cái người mà biết đúng biết sai thì ngày hôm nay em đã là một ca sĩ chuyên nghiệp rồi chứ không phải rằng em bắt bên là một ca sĩ tự do rồi cuộc đời của em nó phiêu bạc y như là bèo trôi giữa dòng sông vậy đó ok cái video của cuốn nhà thì đến đây là kết thúc nha mọi người ơi cảm ơn mọi người đã luôn lắng nghe cái video của cuốn nhà nếu thích cái video của cuốn nhà thì các bạn có thể like share subscribe ủng hộ cho cái kênh của cuốn nhà nhé. Mến chào mọi người và hẹn gặp lại mọi người trong những cái video tiếp theo. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại ạ. À.